Sao anh Nam đi công tác lâu quá vậy chị? Chắc là do nhiều việc đó cô. Thiệt á. Rồi còn thằng Thiên với con Quanh nữa. Đi chơi với bà nội thì lâu, thiệt lâu. Tới giờ mà cũng chưa chịu về. Tụi nó còn phải đi học nữa đó. Đang nghỉ hè mà cô. Cô cứ để tụi nó đi chơi đi. Chứ tụi nó mà về hả, làm ồn cô lại mệt nữa đó. Hoàng Thiên á thì nó còn lo đi học, chứ Hoàng Quanh á nó còn nhỏ xíu à, mình đâu có lo gì đâu chị ha. Ồ ha, em phải vô nấu cơm cho anh Nam, chắc là hôm nay ảnh về đó. Cô ơi, cô để đó đi, để tôi nấu cho. Chứ cô mà vào bếp á, lỡ có chuyện gì á, không được. Em phải nấu cơm cho anh ăn chứ. Ý mà chị, chắc là thằng Thiên á nó cũng chưa có ăn cơm đâu. Chị kêu nó về ăn đi để còn đi học nữa. Mà thiệt á, nó đi đâu cũng không biết nữa. Để em đi tìm nó nha. À cô ơi, hai đứa nhỏ đi chơi với bà nội rồi mà. Hay là cô vô nhà đi, chứ cô đang bệnh đó. Nếu mà cô có chuyện gì á, bà trách tôi á. Chị, có ai đứng ngoài cửa kìa. Anh Nam về đó. Đi ra mở cửa cho anh đi. Anh Nam về kìa. Cô ơi cô. Dạ không phải đâu. Chắc là người đi đường á cô. Thôi mình vào nhà nha cô. Nha. Đi cô. Cảm ơn cuộc đời mong đến yêu thương. Con được làm con của mẹ. Ủa ba định đưa con đi gặp người tên Thu Cúc đó thiệt hả? Anh à, bây giờ con đã lớn rồi, ba nghĩ con cần phải biết một số chuyện. Bởi vì nó sẽ ảnh hưởng ít nhiều tới cuộc sống của con sau này đó. Cái gì mà nghiêm trọng dữ vậy ba? Ba làm con hồi hộp quá. Ủa ba, cái đường này rẽ phải vô là vô tới nhà mẹ nè. Con qua thăm mẹ chưa? Con qua rồi, nhưng mà con không có dám vô. Tại dù con có vô thì mẹ cũng đâu có nhận ra con đâu. Mẹ chỉ nhớ Hoàng Quanh nhỏ xíu hồi 5-6 tuổi thôi. Mà con nói thiệt với ba, mỗi lần gặp mẹ con sợ lắm. Con sợ là mình sẽ nói sai gì đó rồi khiến mẹ kích động, rồi mẹ khóc lóc gào thét. Ba xin lỗi con, cũng tại vì ba mà mẹ con mới bị như vậy. Con không có được tình thương và sự chăm sóc của mẹ. Tính ra con thấy anh hai sướng hơn con. Anh được ở với mẹ tới tận 9 tuổi lận. Biết bao nhiêu là ký ức đẹp luôn. Còn hồi đó con nhỏ xíu xíu. Có khi vậy mà hay con à. Bởi vì điều đó sẽ giúp cho con sống vui vẻ và hạnh phúc như bây giờ đó. Sao ba nói gì khó hiểu quá vậy? Mẹ, mẹ đừng có lo quá. Sao mà không lo cho được hả con? Không biết là con bé đó nó có hiểu và thông cảm cho mẹ không nữa. Mẹ yên tâm đi, còn có con và ba, đừng có lo quá.
vậy đó con à. Trong chuyện này ba không dám khẳng định ai đúng ai sai, nhưng ba mong con hãy hiểu cho ba. Vậy chị này là chị gái cùng cha khác mẹ của con hả? Vậy cũng tốt. Từ nhỏ đến lớn con đâu muốn có một người chị, chứ cứ chơi với anh Xuân Phong với anh Hai hoài chán chết. Con không giận ba sao? Dù sao cũng là chuyện trong quá khứ rồi mà ba. Mẹ con giờ sống trong ký ức hạnh phúc, không ai làm phiền ai nữa là được. Ba cảm ơn con. Cũng tại ba mà mẹ con bệnh, con đã không có được tình thương và sự chăm sóc của người mẹ từ lúc con 5-6 tuổi cho tới giờ. Khi đi du học ở nước ngoài, con học được một điều, đó là bản thân mình không có quyền phán xét cuộc sống của người khác. Con nghĩ mỗi người đều có một cuộc sống riêng, một suy nghĩ riêng. Con tôn trọng điều đó, chứ con sẽ không can thiệp sau. Quanh đúng là người được đi du học ở nước ngoài, tư tưởng cũng rất là thoáng. Chị là Ánh Tuyết, mặc dù chị chỉ lớn hơn Quanh một vài tháng, không biết là Quanh có vui lòng cho chị là chị gái của Quanh không? Được chứ. Em là Hoàng Quanh. Em nghĩ có thêm một người chị gái với chị chắc sẽ vui lắm. May quá. Chị bây giờ cũng chưa có lập gia đình, cho nên là cũng rất là tự do. Ba mới cho chị một chức nho nhỏ ở công ty. Chị nghĩ là sắp tới chị và em sẽ có nhiều cơ hội gặp gỡ để trò chuyện với nhau nhiều hơn. Quanh biết không, từ nhỏ chị đã có ước mơ là trong nhà có thêm anh chị em để cùng vui chơi với mình. Nhưng mà suốt ngày cứ lủi thủi với mẹ không à. Nhiều khi đi học còn bị bạn bè chế giễu là đồ không cha nữa. Những lúc như vậy chị thèm có người bảo vệ mình lắm. Thôi mấy cái chuyện cũ mà không có vui trong quá khứ bỏ qua đi chị. Nhưng mà có chuyện này không thể bỏ qua được. Em nghe nói chị Hà Yến làm chị bị thương dẫn đến sảy thai, điều đó có đúng không? Tại sao mà mình không báo với cơ quan chính quyền để điều tra, để bắt chị ta phải chịu trách nhiệm chứ? Ngoài cái lý ra còn cái tình nữa con à. Mình là người Á Đông, vì vậy cho nên cái tình luôn đặt nặng hơn. Hơn nữa Hà Yến giờ đây cũng sắp là người một nhà rồi. Bây giờ mình đem chuyện này ra truy cứu, gia đình sẽ xào xáo, chị em khó mà nhìn mặt nhau được lắm. Mẹ con cô thì cũng đã diệt tuyệt thói quen rồi. Thêm chuyện này nữa chắc không sao. Cũng chỉ tại anh Hai muốn cưới chị Hà Yến làm vợ, cho nên mới dung túng chị ấy làm chuyện sai trái như vậy. Nhưng mà chị yên tâm đi, từ nay có em rồi, em nhất định sẽ không để chị Hà Yến làm gì chị nữa đâu. Chị cảm ơn em nha Quanh. Mẹ, sao giờ này mẹ còn ngồi ở đây, không vô ngủ đi? Hồi nãy trước khi ba về, ba còn dặn mẹ là ngủ sớm đi cho khỏe đó. Không ngờ con bé đã lại về phe mình. Con thấy tư tưởng của cô bé đó cũng hay á mẹ. Nếu như mà mình bỏ hết tất cả đi, có thể sẽ sống vui vẻ và hạnh phúc hơn đó mẹ. Bởi vì con nhỏ đó chưa từng trải qua những gì mà mẹ con mình đã chịu đựng 20 năm qua, mẹ chưa thể nào vui vẻ và hạnh phúc khi chưa đòi lại sự công bằng cho mẹ con mình. Thank you.
Em làm nhanh rồi đưa cho chị ký nha. Dạ. Chị Tuyết hôm nay đẹp quá ta. Bộ phòng mình sắp có chuyện vui hả chị? Tụi em làm xong việc sớm giao cho chị ký là chị vui rồi. Nhiều việc quá chị ơi. Một mình em á phải làm việc của 2-3 người luôn đó. Ừ, đúng rồi đó chị. Tối qua em còn phải tăng ca nữa. Chưa hết nha. Chưa xong việc em còn phải đem về nhà làm nữa đó. Chị Tuyết mới nhận chức nên khí thế làm việc hừng hực ha. Tụi em á chạy theo không kịp luôn đó. Tụi em hiểu cho chị là chị vui rồi. Dự án của chúng ta là dự án trọng tâm mà. Với lại chị muốn là các em phải làm sao cho dự án này càng nhiều người biết càng tốt. Mà tụi em yên tâm đi, nếu như mà dự án này thành công, chị sẽ không để cho mọi người thiệt thòi đâu. Dạ, gì chứ lời của trưởng phòng, kim con gái của tổng giám đốc nói thì tụi em phải tin chứ. Chị nhớ nói với tổng công ty á là thưởng cho phòng mình nhiều nhiều nha. Rồi, tôi biết rồi mấy cô. Bây giờ như vậy nha, em hỏi tất cả mọi người muốn ăn gì thì em đặt cho mọi người đi. Chiều nay mà ai tăng ca muốn ăn gì thì cứ đặt đi, rồi hóa đơn thanh toán gửi về cho chị, được chưa? Dạ. Rồi, làm việc đi. Dạ. Xin chào tất cả mọi người. Dạ, tổng giám đốc. Mọi người cứ ngồi xuống làm việc đi. Hey, hôm nay tôi muốn giới thiệu với mọi người con gái của tôi, Hoàng Oanh. Xin chào mọi người, em là Hoàng Oanh, là nhân viên mới. Mong mọi người giúp đỡ. Sau này có việc gì á, mọi người cứ giao cho em nha. Em không có ngại việc nhỏ đâu. Nghe nói là chị học thạc sĩ bên Mỹ đúng không? Vậy là tụi em phải học hỏi chị nhiều rồi. Dạ không có đâu, em chỉ biết học thôi à, chưa có kinh nghiệm gì hết. Cho nên có việc gì cần phụ á, mọi người cứ giao cho em đi, em nhận hết á. Ba, con nói với ba rồi, ba để trưởng phòng nhân sự đưa con đi giới thiệu mọi người là được rồi. Vậy mà ba không chịu, rồi đích thân đưa em sang đây để gửi gắm cho chị á. Chứ sao? Vậy thì còn ai hạnh phúc bằng em nữa chứ. Em có biết là ngày đầu tiên khi chị mới bước vô công ty á, ba cũng đưa chị đi chào hỏi khắp nơi như vậy nè. Nhưng mà đặc biệt ba nói với mọi người là không được nương tay với chị nữa đó, chứ không phải là đưa em tận tay giao cho chị gửi gắm chị như vậy đâu. Có hơi bị thiên vị không ba? Nè hai chị em đó nha, không có được ganh tị với nhau. Nè con. Dạ. Tại ba thấy con là người có nhiều kinh nghiệm thực tế, cho nên ba muốn con phải hướng dẫn cho Hoàng Oanh một cách tận tình. Chỉ cần Hoàng Oanh gần bằng con thôi là ba cũng chịu nữa. Ba yên tâm đi, chị Ánh Tuyết giỏi như vậy thì chắc chắn là khi mà chị hướng dẫn con thì con cũng sẽ thành công giống như chị. Với lại chị Ánh Tuyết không đời nào để học trò giỏi nửa giờ đâu, đúng không chị? À mọi người ơi, dự án này rất là quan trọng, cho nên tất cả mọi người cố gắng nha. Dạ. Cố gắng nha con. Dạ, con biết rồi. Oanh. Dạ. Chị sắp chỗ này cho em á, chịu không? Cảm ơn chị chu đáo quá à. Nhưng mà chị nói nè, em dù sao cũng là con gái của tổng giám đốc, lại học thạc sĩ ở bên Mỹ về. Mình có khiêm tốn nhưng cũng phải giữ cho mình một chút tự cao, chứ không phải là chuyện gì cũng nhận về mình hết. Đừng có xa rồi chị, em chưa có kinh nghiệm mà. Giờ không nhận những việc nhỏ thì làm sao mà có kinh nghiệm để làm những việc lớn. Với lại em đã quan thân phận con gái tổng giám đốc ở nhà rồi. Bây giờ em chỉ là Hoàng Oanh, nhân viên mới, kinh nghiệm bằng không, thực tập 2 tháng, nếu không đạt thử lại. Cái này là do cô nói đó nha. Dạ. Công tư phân minh như vậy, sau này đừng có mét với ba với bà nội là tôi ăn hiếp cô nha. Trời ơi, chị coi em là cái gì vậy? Em có phải là con nít đâu mà chơi trò mét. Vậy bây giờ thì chị giao việc cho em nha. Dạ. Em lên mạng tổng hợp hết những ý kiến, những bình luận của tất cả mọi người về sự việc là đại thiếu gia của Nam Thiên cầu hôn ái nữ của Hà Giang cho chị. Tại vì chị muốn biết phản ứng của mọi người về sự kết hợp của hai tập đoàn của mình trong thời gian gần đây như thế nào. Cái vụ cầu hôn của anh hai với chị Hải Yến đó hả chị? Sao cái vụ màu mè đó chị kêu em theo dõi làm chi? Em nói như vậy không đúng, bởi vì sự việc đó cũng ảnh hưởng tới tập đoàn của mình đó. Làm đi. Em biết rồi, em sẽ làm bản báo cáo rồi gửi cho chị. Tập tài liệu hồ sơ đâu rồi ta? Mời. Xin chào trợ lý giám đốc Xuân Phong. Em là Hoàng Oanh, nhân viên mới của phòng marketing. Sao? Thèm chuyên nghiệp không? Ra giấy nhân viên trong phòng không? Lần sau muốn gõ cửa, chỉ cần gõ nhẹ 3 tiếng. Khi được mời vào, nên nán lại vài giây, rồi mở cửa. Muốn trình bày gì, thì phải đóng cửa lại rồi mới nói. Lúc trao đổi công việc,
cần nghiêm túc khi trình bày, ngắn gọn, xúc tích, đúng chủ đề. Nếu có gì thắc mắc, cứ nêu lên ý kiến, đừng có đứng ngây ngô ra đó làm gì, làm người nói khó chịu, bối rối, không biết làm gì tiếp theo. Anh giỡn mặt với em á hả? Em có biết không, mặt em lúc nãy á ngu nghê mất cười lắm luôn đó. Anh dám lấy em ra làm trò đùa, có tin là em nói ba với anh hai trừ luôn anh không? Đề nghị nhân viên không cậy mình có ô dù và người quen chống lưng đang hiếp người khác. Giỡn hoài, giỡn hoài. Em dữ quá vậy? Ai bị anh giỡn hoài vậy? Cũng tại em hết. Em kêu anh dạy cho em những nguyên tắc và tác phong khi làm việc ở công ty thì anh dạy cho em thôi. Anh nói cho em biết nha, còn 9981 nguyên tắc anh chưa nói với em đó, tí nên chuyển file cho. Anh nói thiệt luôn hả? Làm gì nhiều dữ vậy? Em tưởng anh giỡn với em hả? Công ty càng lớn, môi trường làm việc càng chuyên nghiệp, hệ thống từ trên xuống dưới phải đồng bộ với nhau, quy trình phải thống nhất, chặt chẽ, như vậy công việc mới trôi chảy chứ. Thôi được rồi, đừng có nói nữa. Anh nói như là bắn rác vậy, làm sao mà em lót kịp? Mời qua đây, tới giờ khảo bài. Trời ơi, cho tới ai khổ với em luôn á. Đi học xong về đi làm tưởng là hết kiếp phải học bài rồi trả bài rồi. Ai ngờ những phút phải học bài trả bài hoài. Học, học nữa, học mãi đó chị ba. Ê, bây giờ em là chị Tư nha, chị Anh Tiếp này là chị ba. Học, em phải là Út. Chứ em không muốn ba em lại đưa về thêm chị Nam, anh Sáu gì nữa đâu. Em hay quá ha, ba em mà nghe được á, ba của em cạo đầu không đó. Vì cái tội dám dạy nhân viên của mình cà khịa sếp tổng. Sao, học tới đâu rồi? Tập đoàn Nam Thiên xuất thân là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nam Thiên, có chủ tịch hội đồng quản trị là bà Trần Thị Minh, tổng giám đốc là ông Nguyễn Hoàng Nam, giám đốc kinh doanh là ông Nguyễn Hoàng Thiên. Nè, dạ. Anh kêu giới thiệu về công ty chứ không kêu giới thiệu gia phả của nhà em. Điều đầu tiên khi làm việc, dù công ty đó lớn hay nhỏ, chúng ta phải biết rõ nơi mình đang làm việc. Em biết rồi, nhưng mà tại vì mấy năm nay em đi du học á, đâu có nắm rõ tình hình của công ty đâu. Mà anh làm như anh giỏi lắm á, anh có giỏi á thì anh học thuộc lòng hết cái cuốn này đi. Mở ra trang 5 phần 2. Văn hóa ứng xử của tập đoàn Nam Thiên thì đồng nghiệp chính là những người thân, cùng nhau vượt qua những khó khăn trong công việc. Vì vậy, trong lúc làm việc và giao tiếp cùng nhau, phải thể hiện sự tôn trọng thông qua thái độ cởi mở, thân thiện, đối xử bình đẳng và đặc biệt không vụ lợi nhau. Wow! Good job, amazing! Anh thuộc hết được luôn đó hả? Cử nhân kinh tế còn thuộc được thì huống hồ gì thạc sĩ du học Mỹ nha. Anh đừng quên anh chính là gia sư của thạc sĩ du học Mỹ á. Vì cô nói này, anh tha cho em bữa nay không tính điểm. Sao? Sáng ngày làm việc sao rồi? Thì em đang làm cái khảo sát truyền thông cho cái chuyện mà anh hai nè cầu hôn con gái của chủ tập đoàn Hà Giang đó. Anh Tuyết giao cho em báo cáo chuyện đó hả? Ủa? Chuyện này chìm lâu rồi mà, trên mạng thiếu gì chuyện hot? Em cũng không biết nữa, thì chỉ có em làm thì em làm thôi. Nhưng mà nhờ em làm cái khảo sát đó mà em mới biết được là rất nhiều tình sự của chị dâu tương lai của em nha. Ánh Tuyết đó tính ngay chia rẽ nội bộ sao? Hoàng Quanh mới về vài hôm, cô ta đã kéo về phe mình rồi. À, anh xong việc chưa? Đi ăn trưa không? Em mới vô công ty đi ăn trưa mình buồn dữ lắm. Anh bao em luôn. Thiệt hả? Ừ. Mà trước tiên á, em ra ngoài đi, cho nói chuyện điện thoại xíu, một lát anh ra sao. Ok, vậy lại lên nha. Ừ. Ông đang ở đâu vậy? Ôm cái đống hồ sơ ông để trên bàn tôi đi giải quyết nè. Trời ơi, thì ra là ông ôm cái mớ hồ sơ đó, làm kiếm đừng chết à. Tính tạo bất ngờ cho ông mà sao ông hào hứng gì vậy cha? Nè, có chuyện hay để nghe rồi nè.
Cô ra đây với tôi. Có chuyện gì vậy? Ê, gì vậy anh hai? Có biến. Cô làm cái trò gì vậy hả? Anh làm cái gì vậy anh hai? Báo cáo mấy cái tin em đã giao cho ba rồi mà. Là cô kêu Hoàng Anh viết báo cáo về vụ cầu hôn của tôi đúng không? Mấy bài báo lá cải trên mạng, mấy cái tin nhắn bẩn thỉu trên mạng, cô đưa đó đọc để làm gì? Thì em chỉ giao gì cho Hoàng Anh thôi. Hoàng Anh cần hiểu về vấn đề truyền thông liên quan tới công ty của mình. Con bé mới học việc thì cần phải biết chứ. Tôi nói quả thật không sai. Đúng là mẹ nào con ấy. Hai mẹ con cô đúng là phù thủy. Làm chuyện xấu sau lưng tôi, cô chết chắc rồi. Anh hai, anh có thể không thích em, anh có thể nặng lời với em, nhưng anh tuyệt đối không được xúc phạm tới mẹ em như vậy. Và lại, anh nghĩ coi, nếu như mà em làm như vậy thì em có lợi gì chứ? Nó cũng đã qua rồi mà. Chuyện qua rồi. Vậy cô để nó qua chưa? Cô cho bé Quang đọc mấy cái bài báo đó để nó hiểu lầm hai ý. Muốn chia rẽ anh em tôi hả? Cô nằm mơ đi. Tôi nhắc lại lần cuối cho cô nhớ, đừng bao giờ làm chuyện gì xấu xa sau lưng tôi. Nếu mà cô còn làm bất cứ chuyện gì ảnh hưởng tới Hải Yến, một chút tình cảm anh em rơi rớt cuối cùng, tôi cũng không để mặt ai đâu. Chị, có chuyện gì mà anh hai em giận dữ vậy? Chưa bao giờ em thấy anh hai em giận vậy luôn á. Thì là chuyện báo cáo chị giao cho em làm đó, nó có liên quan tới Hải Yến. Anh hai nghĩ là chị muốn chia rẽ tình cảm của hai người. Sao mà anh hai em vô lý dữ vậy? Em không ưa chị Hải Yến chứ đâu có không ưa anh hai em đâu. Thôi, tại vì anh có ác cảm với chị rồi, bây giờ chị có làm gì thì anh cũng nghĩ chị là người xấu xa thôi. Không sao đâu. Dạ, mình cần tìm sản phẩm gì em tư vấn cho chị. Chị chờ tôi một chút nha, để tôi hỏi ý người quen cái đã. Dạ, có gì chị gọi em. Dạ. Có gì không em? Em đang chọn quà sinh nhật cho mẹ anh đó. Lần đầu tiên về nhà ra mắt cho nên em cũng lo lắm. Ở đây nhiều loại quá cho nên em khó chọn. À, thì em thích gì em mua đó. Em chọn quà cho mẹ anh mà. Anh rảnh á, ra đi chọn với em để cho phù hợp với ý mẹ. Anh cũng không có biết mẹ thích cái gì nữa. Mà mẹ nói với anh á, là mẹ chỉ muốn làm trong nhà thôi à. Mẹ không có thích làm rình rang ở bên ngoài. Mẹ lớn tuổi rồi, mẹ không muốn ồn ào đông đúc. Sao anh nói là sẽ tổ chức một bữa tiệc tiệc là lớn cho mẹ mà. Rồi sẵn tiện á, còn giới thiệu Ánh Tuyết cho giới kinh doanh. Để họ biết nó là ai, nó đang ở vị trí như thế nào. Giờ lại nói là chỉ làm trong nhà thôi. Rốt cuộc mẹ con em có được mời không vậy? Thì mẹ có nói á, là cho Ánh Tuyết đến. Nhưng mà em thì... Em à, nghe anh nói nè. Tại vì mẹ kêu anh đón Lệ Bình về mừng thọ mẹ. Mà có Lệ Bình thì làm sao mà anh đưa em tới được. Lỡ Lệ Bình nhận ra em, rồi cô ấy làm cái gì hại đến em thì sao? Ánh Tuyết á, thì Lệ Bình không có nhớ mặt. Lại là cô ta nữa hả? Được rồi, anh tự quyết định đi. Alo. Bà già này con muốn gì nữa đây? Hả? Muốn đoàn tụ sao? Đoàn tụ với một người điên à? Thà đoàn tụ với một người điên chứ không để cho mình đến mừng thọ bả sao?
thấy cửa hàng này được đó. Cũng dễ thương đó. 10 ngày đầu tiên em đi làm, chị sẽ tặng cho em. Sau này em cũng cần những bộ trang phục như vậy để đi gặp khách hàng á. Trang phục là một vũ khí lợi hại để mình ghi điểm trước mặt khách hàng đó, em biết không? Ừ, tuy không phải là phong cách của em nhưng mà mọi việc cứ nghe theo chị đi. Đúng là chị dạy dặn kinh nghiệm có khác ha. Tuy tuổi đời bằng nhau nhưng mà kinh nghiệm thì em thua xa chị. Em chịu khó đi theo chị học việc thì sớm muộn gì em cũng qua mặt chị thôi. Chưa kể là sau lưng em còn có một quân sư là Xuân Phong lúc nào cũng hỗ trợ cho em nữa kìa. Thôi thôi thôi, chị đừng có nhắc đến ổng nữa. Ổng suốt ngày hành em thôi à. Để mà kể tội ổng á hả? Chắc em kể từ hôm nay đến ngày mai còn chưa hết. Trời ơi, đang kể tội người ta đó hả cô bé? Cái gì mà ánh mắt lấp lánh đầy yêu thương giống như là đang nói về người yêu của mình vậy? Chị ba này kỳ quá à, nhồng em hoài à. Em mới gọi chị là gì? Thì em gọi chị là chị ba. Anh hai rồi đến chị ba. Còn em Út, Út cưng của cả nhà. Vậy thì bây giờ chị ba sẽ dắt Út cưng đi mua quần áo, rồi sau đó mình sẽ đi tìm quà để mừng thọ cho nội luôn nha. Giờ này vẫn còn làm việc sao anh? Phải, anh chỉ làm báo cáo để ngày mai đưa cho ông Hà gặp khách hàng. Cuối tuần mà bên đó vẫn làm việc hả anh? Tại vì khách hàng ở Hà Nội 3 giờ, đúng lịch trình là chỉ đi gặp họ một chút xíu thôi. Nhưng mà anh chỉ viết báo cáo. Bây giờ ông Hà ra mặt gặp hầu hết các khách hàng rồi. Cũng đúng thôi. Anh mới hủy hôn với Hải Yến, giờ ông ta lại sắp có rể quý nữa. Cũng may là anh còn dự án đăng khôi nên ông ấy mới giữ chân anh lại. Nhưng mà em nghĩ anh cũng nên tính đường khác đi. Ông ta cũng ghê gớm lắm, muốn nắm trong tay Nam Thiên. Bây giờ lại có cơ hội kết nối thông gia, dễ gì ông ta bỏ qua. Muốn lấy Nam Thiên của em hả? Ông ta vốn đã đa nghi, anh lại là cánh tay đắc lực của ông ấy. Ông còn muốn phế anh thì bây giờ làm sao ông đấu nổi chứ. Em nói cũng đúng, ông ta quả nhiên đúng là con cáo già. Anh đi theo ông ta bao nhiêu năm nay vẫn chưa nắm hết được những gì ông ta muốn làm. Để coi sắp tới ông ta muốn làm gì, hay là chỉ biết lợi dụng con gái của mình. Sáng nay để quý của ông còn dằn mặt em không được đụng tới Hải Yến nữa đó. Xem ra chuyện Nam Thiên và Hà Giang sẽ kết thông gia với nhau sẽ sớm thôi. Em nghĩ là anh cũng qua Nam Thiên đi. Em sẽ nói với ba một tiếng để em vào công ty. Đến lúc đó anh sẽ dễ dàng thu tóm Hà Giang hơn là ở đó làm trâu làm ngựa. Để anh nghĩ đã. Mà nè, hình như ngày mai em về mừng thọ bà nội đúng không? Dần dần rồi thì bà nội em muốn chấp nhận em. Anh thấy kế hoạch của em trôi chảy hơn chuyện của anh đó. Cũng tại em bất cẩn làm cho anh thay đổi kế hoạch. Em đừng nghĩ mấy chuyện đó nữa. Sức khỏe và tâm lý mới vừa ổn định lại chút xíu, nghĩ nhiều thêm buồn. Ngày mai em sẽ về mừng thọ nội. Còn mẹ em thì không biết là bà nội có cho tới không. Phần đó để ba em lo. Đó, anh thấy mấy người lăng nhăng khổ không? Ba em tới tận bây giờ mà còn phải đứng ở ngã ba đường không biết chọn ai nữa đó. Mà em lo làm cái gì? Bây giờ em về Nam Thiên làm rồi, rồi cũng được bà nội em dần chấp nhận em. Mẹ em cũng muốn như vậy mà. Nói thiệt là tới tận bây giờ em không biết là mẹ em muốn gì nữa. Lúc thì mẹ em muốn cái này, lúc thì mẹ muốn cái khác. Em thật sự không hiểu mẹ em luôn. Năm nay nó muốn làm tiệc chay cho nên là bao kế hoạch của bé Oanh bị phá sản hết. Nội từng này tuổi rồi, món ngon vật lạ thì cũng đã thử qua rồi, tiệc tùng cũng giữ nhiều rồi con. Lúc này nội chỉ mong sao mà con cháu quay quần chung quanh đầm ấm. Chứ còn ngày hôm nay mà sát sanh nữa, nội hơi sợ. Nội, nội sắp tu thành chánh quả rồi đắc đạo thành tiên luôn đó nội. Sao nay tới sớm vậy? Dạ,
Còn tay rước bé Oanh đi lấy bánh kem. Con bé đâu đi sớm, để lỡ có sai sót gì thì còn sửa được. Nhờ có con đó mà bây giờ nó mới chú ý từng chút cái này cái kia cái nọ. Trời ơi, mai mốt mà con đi lấy vợ rồi nó làm sao con? Ai cho anh Phong lấy vợ nội? Con chưa có lấy chồng là anh Phong không có được lấy vợ. Tại ảnh mà con ế đó nội. À, vậy thì giờ nội có cái đề nghị gì nha? Dạ. Hai đứa tụi bay lấy nhau đi. Nội! Ủa cái gì mà cũng la đồng loạt vậy? Thì con lấy nó con hết ế. Còn nếu nó lấy con thì nó giữ luôn được cái nghề gia sư chứ có gì đâu. Nội nội, Hoàng Thi mà nghe được, con với nó hết tình anh em đó nội. Sao vậy? Bộ đời không biết nguyên tắc con trai với thân với nhau hả? Đó là không được tơ tưởng chị em gái của bạn mình. Với lại con không lấy anh Phong làm chồng đâu, không có ưa nhau. Hay quá bạn ơi, mãi mãi là anh em. Con nói nội nghe, thằng bạn con nó có bao nhiêu tật xấu, con em của con có bao nhiêu tật xấu, hai đứa nó biết gì nhau hết. Mãi mãi tụi nó không bao giờ cưới nhau được đâu. Không lẽ bây giờ mỗi lần mà con rủ bạn con đi chơi, đi bar, con phải xin con em con hả? Làm người ai làm vậy nội? À, có nghĩa là mai mốt mà con có vợ đó, mà con đi bar đó, là vợ con không có cho con đi bar phải không? Rồi con giận phải không? Vậy thì con đừng có bao giờ con để cho con Yến nó buồn nha. Mà nội nói trước nha, con mà làm cho Hải Yến nó giận con á, bà nội từ con trước luôn á. Nội à, con mới là cháu đứa tôn của nội đó. Nội có thể bớt thiên vị cháu dâu được không? Chỉ cần có một đứa chắc tương lai thôi là con sẽ xuống vị trí thứ hai. Anh nghe chưa? Anh có hạn sử dụng đó mà sắp hết đát rồi. Ê, về nhà chơi nhiêu đó được rồi. Không mấy mình đi du học tiếp đi. Mai mua vé máy bay cho đi du học cho bớt nhiều chuyện nha. Còn phía. Thôi, nội nói vậy con cũng hiểu thân phận của con rồi. Bây giờ con sẽ lập tức đi đón mẹ của các chắc tương lai của dòng họ Nguyễn Hoàng về đây cho nội được chưa? Con nói vậy nè, bà nội chỉ cần chắc tương lai thôi. Bà nội không cần quà, cho nên không đem quà cáp tới, ha? Ok nội. Trời đất ơi, cái thằng... Làm màu làm mè ghê luôn nội. Thôi nội, con đi lấy bánh kem nha. Đi, anh ngồi đó hóng chuyện hoài. Đi, lẹ lên, trễ giờ dạ, rồi nha. Dạ, đi nha nội. Anh đang nghe cô nội có nói với anh trai của em là nên từ bỏ cái quan điểm không được yêu em gái hay chị em gái của mình không? Có. Dạ. Nội sẽ nói nó dẹp cái suy nghĩ là làm lỡ duyên người khác đi. Dạ, đâu có gì đâu nội. Thảo la không à, đi. Dạ, con đi nha nội. Đi, lẹ lên. Chiều nay là tiệc mừng thọ của mẹ, chắc mẹ vui lắm. Sống tới từng tuổi này, chỉ cần con cháu đầm ấm xoay quanh mẹ, cháu thì mẹ vui rồi đó. Nhưng mà còn con thì... Mẹ à, lát nữa ánh tuyết nó đến, mẹ cũng đừng gây áp lực cho nó quá. Nó cũng muốn mẹ vui khi gặp nó. Mẹ biết không, Ánh Tiết và Hoàng Oanh á, hai đứa nó rất là hợp nhau. Việc ở công ty, Ánh Tiết nó hỗ trợ cho Hoàng Oanh rất là nhiều đó mẹ. Ánh Tuyết là con của con, mẹ chấp nhận. Về chuyện tình nghĩa thì là như vậy mà. Nhưng mà dâu á, thì mẹ chỉ nhận có một thôi. Con muốn làm gì thì làm. Làm sao mà con nhìn thấy là đúng á, thì con làm. Lát nữa con sang bên đó đó. Bà đến đón mẹ chưa? Chưa. Bà nói bà nội để cho bà tự quyết định chọn mẹ hay là người đàn bà độc ác kia. Vậy thì mẹ chờ coi bà có đến đón mẹ không nha. Còn qua đó đó, nhớ thể hiện mình nha. Chuyện gì nhịn được thì cứ nhịn, thiệt thôi một chút nhưng sẽ tốt cho sau này. Mà nếu như mà ba không đón mẹ, mẹ cũng nhịn một chút nha. Mẹ cứ yên tâm, con sẽ thay thế mẹ thể hiện luôn vị trí của hai mẹ con mình. Sao vậy? Không muốn xa em hả? Ngủ thêm một chút nữa đi. Hôm nay là ngày quan trọng, em không đến trễ được đâu. Mỗi sáng thức dậy được thấy em, anh thật là hạnh phúc.
Không muốn xa em hả? Không muốn xa em á thì vậy thay đồ rồi đi với em qua đó đi. Hoàng Thiên với Hoàng Oanh cũng mời Hải Yến tới nữa đó. Em dám đưa thì anh dám đi à? Giỡn thôi. Anh mà tới đó là có một màn kịch hay để xem luôn á. Thôi, anh yêu ngoan ngoãn ở nhà đợi em thể hiện nha. Thôi mà, để em đi. Không hay là trễ á. Ăn trái cây nè. Ông làm gì mà ông gặp tôi ông tắt cái điện thoại liền vậy? Thì dùng xong thì tắt thôi. Ông á, ông mà làm gì khuất tất sau lưng tôi là tôi không có để cho ông yên đâu nghe. Thôi đi bà ơi, già hết rồi. Bây giờ tôi chỉ lo cho công việc thôi. Làm sao công việc vững chắc rồi sau này kiếm người thừa kế. Hơi đâu mà nghĩ mấy cái chuyện tào lao không à. Ai biết được, trẻ không chơi, già đổ đốn thì sao? Nói tầm bay tầm bạ không à. Nè, lát nữa tôi đi công chuyện, bà chuẩn bị cho tôi một ít tiền đi. À, mà nhiều nhiều một chút nha. Ông đi đâu? Đi gặp đối tác hả? Chuyện của tôi bà hỏi làm cái gì? Con Yến chưa xuống hả? Đang thay đồ. À, nhà bà Minh á đãi tiệc trai cho nên mới không mời vợ chồng mình. Với lại con Yến cũng sắp làm dâu nhà đó rồi mà. Bên đó không mời thì cũng tốt thôi ha. Mình đi á thì đối tác sẽ so kè. Mình được đi mà đối tác không đi. Mà nếu mình đi với tư cách là thông gia thì cũng không được. Tại vì tụi nó cũng chưa đám cưới gì hết đó. Thôi cứ để Hải Yến nó đi đi. Nó sẽ đi với tư cách là bạn gái của thằng Thiên. Ông á, lúc nào cũng nhìn xa trông rộng thấu đáo. Còn tôi thì... Bà lo kiếm dâu cho Hà Giang đi ha. Con Yến nó sắp yên bề gia thất rồi. Còn thằng Tùng á, nó cứ lông bông hoài. Trời ơi, sao con ăn mặc đơn giản quá vậy? Trời, con mặc như vậy mà còn đơn giản nữa hả? Đi mừng thọ chứ đâu phải đi đám cưới đâu mẹ. Với lại hôm nay bà nội của Hoàng Thiên mới là nhân vật chính mà. Con nói gì vậy? Nhà bên đó có hai bà cô. Con mà mặc đồ chìm kiểu này á là bị bên đó bắt nạt. Mình phải cương quyết, cứng rắn lên. Nổi bật ngay từ lần đầu tiên đi dằn mặt bên đó. Alo. Biết rồi, tôi đang ra. Đẹp cái đầu anh á. Trời, cái con này. Con nói chuyện với chồng sắp cưới của con vậy đó hả? Bây giờ là còn yêu nhau, còn trẻ cho nên nó cưng chiều con. Mai mốt nó cưới về ha, mà ăn nói kiểu đó nha, nó đánh cho cái mỏ sưng lên đó. Thôi ba mẹ con đi nha, trễ rồi, bye bye ba mẹ. Nói tới là lãng đi. Con gái của bà mà, bà dạy sao nó y vậy à? Làm như cái nhà này không cãi tôi là chịu không nổi hay gì á. Mệt bà quá. Ủa gì kỳ vậy trời? Tôi nói có sai đâu. Hễ mà cái nhà này tôi mở miệng lên á là bỏ đi hết trơn à. Lạ lùng thiệt chứ. Đợi lâu chưa? Wow. Mặc váy mặc đầm đồ nhìn cũng dịu dàng thùy mị quá ha. Phải vậy chứ. Mai mốt bớt mặc mấy cái áo thun, quần jean, giày ba ta đi. Nhìn ý như là con trai vậy. Ông nghĩ sao vậy? Tôi hả, làm phóng viên mặc đầm mặc váy thì làm sao đi tác nghiệp được? Thì mai mốt đi hẹn hò với tôi mặc y vậy đi, cho nó ra dáng là đại tiểu thư của nhà Hà Giang. Vậy mới xứng đôi với là cậu cả là đại thiếu gia được chứ, đúng không? Thôi bớt nói tào lao đi. Sẵn lát nữa chở tôi đi mua quà cho bà nội nha. Tôi bận việc quá cho nên là chưa có mua được. Bà nội nói với tôi là bà nội không cần tặng quà, chỉ cần cháu dâu của bà nội sớm sớm tặng cho bà nội mấy đứa chắc để bà nội ẵm bồng là đủ rồi. Thôi bớt đi, chỉ có ông mới nói như vậy chứ bà nội nào nói. Giờ đi chưa? Đi. Trời ơi. Cảm ơn. Thôi, làm gì vậy? Chuyện này.
Tôi thề là bà nội tôi nói vậy thiệt nha. Cô không tin cô đi hỏi thằng Phong với lại con quanh em tôi đi. Cô tuổi con cua hay gì mà cô ngang ngược quá vậy. Dù sao tôi cũng là lá ngọc cành vàng của Nam Thiên đó nha. Còn tôi á là kim cương hột xoàn của nhà Hà Giang đó. Anh mà lộn xộn cho chỗ lỗ đầu bây giờ. Chắc tôi sợ cô à. Giờ có đi không? Đi. Trà sữa của em nè. Cái gì vậy? Sao không chở em về, tưởng chở em ra đây à? Bánh kem chạy hết rồi sao? Ờ thì lâu lâu mới có dịp ra công viên ngồi chơi chút. Mà nè. Hả? Anh tưởng em mua cho nội là bánh kem 80 tầng chứ. Anh nghĩ sao vậy? Cái bánh kem bự vậy rồi thêm em nữa sao anh chở nổi? Cả thế giới anh chở cần nổi nữa nè. Anh đó, y hệt cho anh trai của em. Cái nào cũng cờ gỡn cờ rỡn. Biết khi nào là thiệt, biết khi nào là giả. Em nghĩ nó thiệt, nó sẽ thiệt. Em nghĩ nó giỡn, nó sẽ giỡn. Do em lựa chọn hết đó. Không thèm nói với anh nữa. Ba anh gọi. Con nghe nè ba. Sao sáng giờ cậu ba không được vậy? Ba, hôm nay ba mệt nên ngủ quên. Con tới nhà bà Minh chưa? Dạ con ghé rồi. Đang chờ bé Quanh lấy bánh kem nè. Khi nào ba tới? Năm nào ba cũng dự mà. Năm nay sao lại vậy? Thôi ba đi nghỉ ngơi đi. Con tới đó thể hiện tốt là được rồi. Dạ. Ba giờ này bị sao vậy không biết. Ngày càng làm những chuyện khó hiểu. Ba làm sao vậy? À, ba nói mệt, không có dự được. Để một lát nữa anh lựa lời nói chuyện với nội. Ngày vô chắc nội không giận đâu. Mà nè, ba của anh phải ba của em đâu, kêu ngọt xớt vậy? Ủa chứ nợ của em chứ phải nợ của anh đâu, mắc gì anh kêu nợ ngọt xớt vậy? Thì anh là bạn thân của anh hai của em, thì cũng giống như anh em rồi. Thì em chuyện gọi ba là chuyện bình thường, có gì đâu lạ. Mà anh nữa, mua xe hơi đi. Nhìn anh cũng bảnh tỏn đẹp trai, vậy mà ế mốc ế meo. Nói thiệt với anh nha, giờ không có đứa con gái nào chịu đi xe máy giống như em đâu. Cô hay quá cô. Tôi đang lo tiết kiệm để trả góp căn nhà đó. Bây giờ mà không có nhà, ai mà thèm cưới. Đâu phải sinh ra được vạch đích như hai anh em của em đâu. Mặc dù sinh ra là vạch đích, nhưng mà trước giờ em cũng tự lập vậy. Anh chống mắt lên mà coi, em sẽ tự mua nhà bằng sức của em nè. Được, anh chờ đó. Ôi về lẹ đi chạy bánh kem của em bây giờ. Đi, lẹ lên. Đi. Giờ mình phải làm sao cho vẹn cả đôi đường đây. Bằng tuổi này mà mình cũng chưa thể quyết định được chuyện hạnh phúc của bản thân. Đáng lẽ ngày đó mình nên dừng lại với cả hai người để không ai phải đau khổ. Giờ mình biết phải làm sao đây. Để anh coi. Nè, ra phía trước coi mới được. Đó, đúng rồi. Ok, ngay rồi, được rồi đó. Anh xếp quà lẹ lên mà nội tới bây giờ. Lẹ lên, chụp hình tự sướng với em. Chờ anh chút. Chụp hình lẹ lên, quay quá chụp hình. Rồi, có hình rồi để em post lên trên mạng. Anh xem món ăn đầy đủ hết chưa? Ok, đủ hết rồi. Đáng lý là em muốn tổ chức tiệc ở nhà hàng 5 sao nhưng mà nội không có chịu. Nhưng mà cũng hên là anh bày trí bàn tiệc rất là hợp với một nhà của mình. Thì sao anh mà xuân phong. Hoàng Thiên về kìa. Thiên. Wow. Sao? Được không? Tươm tất quá ta. Ngon á. Đẹp. Xuân phong làm mà. Hay lắm bạn. Chào anh. Chào bạn của anh. Chào em. Không ưa.
hay lắm bạn. Chào anh, chào bạn của anh. Chào em. Không ưa. À, con bé lớn rồi nhưng mà hay giận dỗi. Đừng có để bụng nha Hải Yến. Để bụng sao không để bụng? Tôi không để bụng nó, tôi để bụng ông. Ông làm thầy mà ông dạy kiểu gì càng lúc càng chướng. Coi dạy được không được, tôi mướn người khác dạy. Học trò của tôi cũng là em của ông vậy. Vậy thôi khỏi dạy nữa đi. Ê, lát nữa nói với nội giùm tôi nha. Ba tôi bệnh tới không được. Tôi là cái bưu điện hả? Lát ông gặp nội ông tự nói với nội đi. Khoan. Ừ? Nhắc chú Hậu mới nhớ nha. Tôi thấy dạo này ba của ông là mặt mày xanh xao nè, mắt quần thâm. Về coi lại sức khỏe ba ông đi. Còn không dắt ba ông đi khám đi. Nhiều khi người lớn người ta có bệnh mà người ta hay giấu lắm đó. Ờ ha. Vậy mà tôi nghĩ không ra. Cứ nghi ngờ ba tôi lung tung hết. Thôi tôi vô trong uống nắng học trò đây. Lát gặp. Không ngờ anh như vậy mà cũng biết quan sát và quan tâm mọi người quá ha. Thấy im im vậy mà gì cũng biết. Cô sẽ còn bất ngờ về tôi dài dài. Chẳng qua là tại vì ở đây không thích thể hiện thôi. Ba tôi về rồi kìa. Sắp có kịch hay để coi rồi. Tốt chứ sao, có gì đâu mà kịch hay. Cô không biết chuyện gia đình tôi đâu. Ba em đưa mẹ em về rồi. Em phải làm sao? Thì em ra chào mẹ em thôi. Mẹ của em mà. Nhưng mà lỡ mẹ không nhận ra em, rồi mẹ lại khóc lóc gọi tên Hoàng Tiên và xin lỗi anh ấy. Trong tâm trí của mẹ em không hề có đứa con gái như em. Oanh, em đừng có nói vậy. Bởi vì Hoàng Tiên là người gặp nạn, cho nên ký ức của mẹ em chỉ có hình ảnh của anh ấy. Mẹ em cũng nhắc em mà, Hoàng Tiên mỗi lần thăm mẹ em về đều nói với anh. Mẹ em đều nhắc là bé Oanh, bé Oanh. Đó là bé Oanh hồi 5-6 tuổi, không phải bé Oanh bây giờ. Em bây giờ khác rồi. Oanh, tôi đưa bà nội ra ngoài đây nha. Anh lo mọi chuyện ngoài này nha. Em vô đón bà nội. Dạ, con chào bác Nam, chào bác gái. Chào con. Chào con. Dạ, con xin phép. Sao ông nói mỗi lần mẹ ông gặp ông đều nhìn lộn hình ba của ông? Sao bây giờ bác gái lạnh lùng vô cảm vậy? Chắc trong trí nhớ của mẹ tôi bắt đầu nhớ ra hình ảnh của người mà bà yêu rồi, cho nên làm lơ tôi. Giờ này chắc con bé Tuyết đang đợi ba tôi tới đón dài cổ. Đáng đời nó lắm. Gì vậy con? Mẹ con về thì con phải mừng chứ. Sao mà tự nhiên rồi con ra con làm nũng với mẹ, chứ tự nhiên ngồi đây con làm nũng với bà nội vậy? Hả? Con muốn làm nũng đâu, con tuổi thân mà. Thôi thôi, nội thương, nội thương. Không có tuổi thân nữa. À, dạ, Hải con Yến. Chào nội. Vô đây con, vô đây. Thôi nội con mới tới. Ai là bà nội của chị? Làm gì xưng bà nội ngọt sớt vậy? Ừ, hổn nè.
con kêu người ta bằng chị. Như vậy là đã xác nhận là chị dâu rồi. Sống sao đừng để người ta nói giặt bên ngô cũng bằng bà cô bên chồng nha. Con không làm bà cô bên chồng đâu. Chị ta bước chân vô nhà là con đi lấy chồng liền luôn á. Trời ơi vậy hả con? Nội nghe nội mừng quá trời luôn á. Nội mong là thằng Hoàng Thiên cho nội ẩm chắc. Nội mong là con đi lấy chồng đi ra khỏi nhà cho xong. Có vậy á thì nội mới có thể mà yên lòng báo cáo với tổ tiên được. Nội, hôm nay là mừng 80 tuổi của nội mà. Nội thấy không, con đã giữ lời hứa là không có tổ chức rình rang để cho nội trốn ông trời rồi. Nghe nè, ba con đã đưa mẹ con về, giải quyết được biết bao nhiêu là khúc mắc ở trong lòng. Bây giờ các con cũng vậy chứ, phải thoải mái lên nghe. Thôi nội đừng có thiên vị nữa. Nội cứ đòi ẵm con của anh hai hoài. Nội phải sống thiệt là khỏe mạnh để ẵm con của con nữa chứ. Trời ơi trời, sao khổ thân tôi vậy trời. Nội mà giải quyết cho mấy đứa cháu là tôi đã mệt lắm rồi. Rồi bây giờ là tính thêm mấy đứa chắc lít nhít nữa. Sao chịu nổi đây, khổ quá đi à. Nội thôi, bây giờ là mẹ về, mẹ ngồi ngoài chờ đó. Đi ra nói chuyện với mẹ đi, nghe con, cho mẹ con vui. Hả? Dạ. Nội con ra. Ngồi xuống đây con. Dạ. Xuống đây. Ê ê, trời ơi sao lên lầu vậy? Đi ra ngoài sân. Mẹ con ngoài sân á. Trời đất ơi, mấy đứa thiệt á. Nó làm với bà nội già rồi. Nó tưởng bà nội lẩn thẩn không biết gì á. Người trong cuộc mà làm sao bằng người đứng bên ngoài, người ta sáng hơn con. Ý nội nói là Xuân Phong với lại Hoàng Oanh hả nội? Trời ơi, con còn thấy phải không? Ở trong nhà này ai cũng nhìn thấy và ai cũng đoán là hai đứa có một cái gì đó là lạ lắm. Từ hồi nhỏ xíu thôi nghe con là bà nội đã biết rồi. Trời ơi, bà nội chăm nó hồi bốn đứa tụi nó có chút chéo à, cho tới bây giờ nó lớn lên rồi đó. Bốn người hả nội? Con thấy có Hoàng Oanh, Hoàng Thiên, Xuân Phong. Còn ai nữa nội? À không, không. Nội nhiều khi lớn tuổi nói lung tung vậy mà. Con à. Dạ. Cảm ơn con nghe. Nhờ có con đó mà mẹ của Hoàng Thiên là dần dần đã hồi phục rồi. Tâm tính không có thay đổi bất thường như hồi trước nữa. Gia đình cảm ơn con nhiều lắm. Và cả Hoàng Thiên nữa. Cũng nhờ có con, tuy là có nhiều chuyện rắc rối xảy ra, nhưng mà bây giờ nó đã chín chắn rồi. Nó đã chịu làm ăn rồi đó. Dạ, con có làm gì đâu nội. Anh là một con người tốt. Với lại con nghĩ là anh sẽ không có như xưa nữa đâu. Bây giờ con thấy anh trưởng thành hơn nhiều rồi đó. Nói gì nói thì vẫn phải cảm ơn con. Nội mong là sẽ có người ở bên cạnh nó giống như con vậy đó. Và nội mong cho Hoàng Thiên của bà nội lúc nào cũng bản lĩnh, lúc nào cũng tốt. Vậy ha. Dạ. À, con đừng có nhẹ nhàng với nó nha. Nó mà có cái gì ấy, là con phải nói với bà nội liền. Bà nội phụ với con một tay. Dạ. Anh hai, anh. Chào em. Dạ con chào ba. Con chào. Dạ. Ai vậy ba? À, đây là mẹ của Hoàng Thiên và Hoàng Oanh. Vậy còn mẹ con thì sao ba? Ba không đón mẹ con hả ba? Mẹ con đã hồi hộp và lo lắng suốt mấy ngày hôm nay. Vậy là ba đã có lựa chọn cuối cùng cho mình rồi hả ba? Con đi ra đây. Bà nội kêu ba đón bà ấy thì mới cho con tới đây. Để mọi chuyện xong xuôi rồi cha con mình về an ủi mẹ nha. Ba cũng khó xử mà. Con à. Anh Nam, đây là ai vậy?
À, đây là... Mẹ, mẹ nhận ra ba rồi hả mẹ? Đây là anh Nam, là chồng của tôi mà. Mà cậu là ai vậy? Đó là Hoàng Thiên. Là con trai của con tôi. Mẹ. Lệ Bình. Mẹ. Mẹ ơi, con nhớ mẹ quá. Con nhớ con. Hôm nay mẹ đẹp quá. Con gái của mẹ lúc nào cũng xinh đẹp. Con gái chứ không phải con dâu đâu nha. Ủa, còn đây là ai vậy mẹ? Là Hải Yến, là em họ của chồng con đó. Ờ, Hải Yến thường xuyên qua thăm con nè, rồi con còn nấu cơm cho ăn nè, rồi còn tâm sự đủ thứ nữa đó. Thiệt vậy hả mẹ? Ờ. Chết rồi, lúc này đầu óc con nó quên trước quên sau. Xin lỗi em gái nha. Ủa mẹ, hai đứa nhỏ đâu rồi mẹ? Sao con không thấy đâu hết á? Kiểu này chắc là muốn trốn ở cái góc nào đó. Để con đi tìm khắp nhà đây nè. Tại sao vậy? Tại sao mẹ nhận ra tất cả mọi người? Mẹ nhận ra ba, bà nội, anh hai. Vậy mà mẹ không nhận ra con. Quang Quang, Quang Quang. Cô đứng lại. Đây là chuyện của gia đình tôi, để người trong gia đình giải quyết. Xuân Phong. Dạ. Chạy theo nói chuyện với em, nó chỉ nghe mình con thôi à? Dạ nội. Lệ Bình. Dạ. Con dẫn em gái đi tìm mấy đứa nhỏ đi. Nếu mà mệt thì vô phòng nghỉ ngơi nghe con. Dạ. Mình đi em gái. Ôi nè, cô cứ tự nhiên nha. Ở đây chơi, nhà của tôi hiếu khách lắm nha cô. Con đi nha mẹ. Ừ ừ. Dạ thưa bà nội. Dạ, con thay mặt mẹ con gửi quà mừng thọ đến nội. Con chúc bà nội luôn luôn. Cô nói là cái này của cô hay là của mẹ cô? Dạ, của con. Của cô thì tôi nhận. Cô là khách mời của con trai tôi. Chừng nào khai tiệc thì mời cô nhập tiệc nhé. Lại đây Hoàng Thiên. Dạ. Trời ơi, tôi nói tiệc mừng thọ nổi mà sao mà bong bóng đủ màu vậy con? Đây nè, hoa nè, trẻ trung ghê không? Mà nội vừa ý lắm nha, cách bài trí rất đẹp nè. Tại vì nội không muốn làm đình trang, cho nên hai đứa nó mới làm vậy á nội. Tụi nó nói là phải màu sắc giống như vậy á, để nội lúc nào cũng tươi trẻ hết. Nội biết là do Xuân Phong nó chủ đạo phải không? Nó hiểu ý nội, nó làm là nội vừa ý rồi. Honey à, con chúc Honey hôm nay sinh nhật á, lúc nào cũng tươi trẻ nè, đẹp, sống mãi với tụi con, để tụi con còn báo hiếu Honey nữa. Phải sống lâu chứ con, sống lâu để nhìn thấy các con sống yêu thương nhau và hạnh phúc nữa. Sống lâu để coi thế thái nhân tình ra làm sao. Và đặc biệt nha, là phải có chắc cho nội ẩm màu, nội hung nữa đó. Quanh đây Quanh, anh vô được không? Quanh đây Quanh, anh vô được không? Quanh, anh ngồi cùng với em được không? Anh ngồi thì ngồi đi, sao phải hỏi khách sáo như vậy vậy? Nhưng đây là giường của em mà, giả lại anh là con trai nữa. Sao anh có phải xa lạ với em như vậy vậy? Anh không an ủi dỗ dạy em như hồi xưa được sao? Bây giờ chúng ta lớn rồi, không có như xưa nữa.
Bộ lớn rồi thì phải cư xử xa lạ với nhau hả? Mẹ em cũng chỉ nhớ quanh quanh hồi con nhỏ. Gặp em bây giờ, mẹ nhận dưng coi em như người lạ. Anh cũng muốn đối xử với em như vậy đúng không? Bây giờ em thấy anh hết xa cách với em chưa? Em luôn là em gái bé bỏng của anh. Bây giờ em muốn nhõng nhẽo hay muốn khóc thì cứ khóc đi. Anh mong với mẹ muốn nhận ra em. Ngoan đi, rồi từ từ mẹ em sẽ nhận ra em thôi ha. Không chịu đâu. Thôi ngoan đi mà, nhớ quên. Hoàng Thiên, Hoàng Oanh ơi, tụi con trốn ở đâu rồi? Thiên ơi, Oanh ơi, tụi con trốn đâu rồi? À, chắc là hai đứa nó trốn ở trong phòng của Hoàng Oanh nè. Vô đây tìm nha. Thiên ơi, Thiên ơi. Dạ chị. Anh ơi. Chị, em nghĩ là Hoàng Thiên với Hoàng Oanh không ở trong đây đâu. Phòng của chị đẹp ghê á, mình đi tham quan nhiều căn phòng khác nữa nha. Vậy hả? Dạ. Thôi mình đi chị ha. Vậy đi qua đây, nhiều phòng đẹp lắm nè. Dạ. Đi đi đi. Dạ dạ dạ. Xin anh vô phòng không chốt cửa. Anh với em trốn trong phòng rồi chốt cửa lại. Người lớn suy nghĩ gì? Nghĩ gì? Rồi nhỏ anh với anh hai mỗi lần trốn học toàn là chui vô phòng em ngủ. Rồi anh hai bỏ đi chơi với chị Thanh Vân. Anh ngủ từ sáng tới đêm. À, em vừa học bài vừa phải canh cho anh ngủ. Giống như toilet luôn. Thì lúc đó em còn nhỏ, còn bây giờ em nhìn coi, em lớn rồi chứ bộ. Em anh, em đi theo coi chị ta có làm gì mẹ không. Mẹ cứ chị em với chị ta nghe bực mình quá. Vậy anh ở đây. Đây phòng của em hả? Đây là nơi hạnh phúc nhất của anh chị nè. Đây, cái giường này nè. Ở đây là chị hay ôm ấp, dỗ dành cho thằng Thiên nó ngủ. À, anh Nam thì ngồi bên đây, nhìn thằng Thiên hạnh phúc lắm. Rồi lúc thằng Thiên nó chập chững biết đi là đây đây, là nó đi tới đây để đứng chờ ba nó về. Mỗi chiều ảnh đi làm về đó, rồi mỗi buổi sáng là nó đứng đó nhìn theo dáng ba nó đi làm, rồi còn vẫy tay chào ba nó nữa. Mà
không có hạnh phúc được nhiều như vậy đâu. Lúc đó đúng rồi, cái chỗ này nè là chị hay ngồi ở đây ôm cái bụng bầu của bé Quanh, mỗi đêm chờ nghe tiếng xe của ảnh về mà chờ hoài không có thấy. Lúc đó chị cứ nói với bé Quanh: con ơi, con đừng buồn nha, ba không tìm được người ta thì ba sẽ về với mẹ con mình. Mà lúc đó chị cũng hư lắm, cứ mỗi lần cãi giả với ảnh cái chị nghĩ đến chuyện tự vẫn. Mà cũng may lúc đó bé Hoành nó cứ khóc ré lên đòi chị, rồi cái chị tỉnh dậy à. Mà cũng hay nghe, thằng Thiên nó biết, nó sợ chị cứ ngửi quẩn, cho nên lúc nào nó cũng kè kè bên chị hết á. Chị, chắc chị đã thủ tâm nhiều lắm rồi đúng không? Ủa, sao mà em khóc vậy? Chị làm gì em buồn hả? Em đâu có khóc đâu, tại vì chỉ là bụi bay vào mắt em thôi chứ em đâu có khóc. Rồi rồi, em gái nín nín nha, đừng có khóc nha. Ha, em chờ chị một chút nha, để chị lấy hình cưới của anh chị cho em coi. Hồi đó chị làm cô dâu đẹp lắm. Chờ một chút nha. Đây nè. Hồi đó mỗi lần mà chị ngồi đây chờ ảnh về á, là chị cứ lấy ra chị coi không à. Ủa, chị nhớ là chị có để ở đây thôi nè. Chắc là mẹ lấy mẹ cất rồi. Đợi chị nghe, đi chị chạy xuống chị hỏi mẹ nghe. Mẹ cất hết mấy cái album hình cưới của con với anh Nam hả mẹ? Con vô trong phòng tụi con không thấy đâu hết á. Con còn nhớ phòng vợ chồng con hả? Phải nhớ chứ mẹ, tại vì ở đó là tụi con vô ngủ hoài mà. Em sao vậy? Quanh nó nói gì cho em buồn hả? Không có. Hoàng Quanh, em làm sao vậy? Tại sao lại khóc? Cô ta làm gì em hả? Hoàng Thiên, Hoàng Thiên, con đứng lại, đừng chạy, đừng chạy Thiên. Đừng chạy Thiên. Bình, Bình là cô ta, là cô ta, là cô ta. Con đã phá nát gia can của tôi, cô ta đã cướp anh Nam của tôi. Tại sao vậy? Trả anh Nam lại đi, trả anh Nam lại đi, trả anh Nam lại cho tôi, trả anh Nam lại cho tao. Tại sao? Bình, tại sao? Bình tĩnh lại đi em. Em đừng đánh con bé, con bé nó có tội tình gì đâu. Nó không có tội. Vậy thì các con của tôi làm gì có tội? Anh nói đi, tại sao anh lại bỏ tụi nó bơ vơ như vậy? Anh không thương em thì anh cũng phải thương tụi nó chứ. Anh là cha của tụi nó mà. Em yêu anh mà, em đã sinh tụi nó ra trên cuộc đời này mà.
Tại sao lại như vậy? Tại sao vậy? Tại sao vậy chứ? Các người là ai? Tại sao lại ở đây? Còn con tôi, Hoàng Thị Yên đâu? Quanh quanh bé bỏng của tôi đó. Mẹ, mẹ ơi, mẹ ơi, Hoàng Thiên của con đâu hả mẹ? Bé quanh quanh bé bỏng của con đâu hả mẹ ơi? Mẹ, mẹ ơi, con là Hoàng Thiên nè mẹ. Mẹ, con là quanh quanh của mẹ nè mẹ. Chị ơi, Em gái biết con của chị ở đâu đúng không? Tụi nó đang trốn ở đâu đây nè? Đi tìm tụi nó giùm chị đi. Chị bình tĩnh nghe em nói nè. Chị không nhớ gì hả? Mọi chuyện đã qua lâu lắm rồi. Chị nhìn đi, kìa, đây là anh Nam, chồng của chị đó. Còn đây là mẹ chồng của chị nè. Là mẹ. Mẹ. Hôm nay là mừng thọ 80 tuổi của bà, thì làm sao con của chị còn bé bỏng nữa, đúng không? Chị xem nè, đây là con trai của chị, năm nay đã 30 tuổi rồi, đang làm trong công ty của ba. Còn sắp lấy vợ nữa. Còn đây là Hoàng Quanh, con gái bé bỏng của chị đó, năm nay 26 tuổi, rất là giỏi luôn, đi học ở bên nước ngoài, còn được bằng thạc sĩ nữa. Chị thấy Hoàng Quanh đang khóc không? Chị nhớ chị lắm. Bầu con, mẹ thường hay khóc, cho nên khi sinh con ra, con cứ khóc nhè như vậy. Con có một cái vết sẹo ở bả vai, là lúc trước mẹ bất cẩn, mẹ đi lấy cháo cho con ăn mà làm cho con bị phỏng. Con còn đau không? Con có đau gì hết. Mẹ ơi, con nhớ mẹ nhiều lắm. Mẹ cũng nhớ con lắm. Nín. Con là đứa nhìn thấy mẹ khóc nhiều nhất từ khi trong bụng mẹ lận. Mẹ thương con lắm. Mẹ nhớ con nhiều lắm. Con thương mẹ lắm mẹ ơi. Con thương mẹ ơi. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Mẹ, bà gọi mẹ. Nam, đưa vợ con vào phòng mẹ. Không đưa lên phòng hai vợ chồng. Ở đó có cửa sổ và lầu cao nữa. Dạ. Nội, mẹ con bệnh vậy có sao không nội? Con lo quá à. Không sao đâu con. Bác sĩ có nói là mẹ hay xúc động mạnh, và sau mỗi lần như vậy mẹ con sẽ ngủ một giấc, rồi tỉnh lại rồi khỏe khoắn mà. Thiệt hả nội? Nội, con mừng quá. Cuối cùng thì mẹ cũng nhận ra con rồi. Sẵn có nội ở đây, con muốn cảm ơn một người. Cảm ơn chị nha. Cũng nhờ có chị mà mẹ em mới bình tâm trở lại để nhận ra em. Không có gì đâu. Mẹ em tâm lý còn bất ổn lắm, cho nên là cả nhà đừng có ai kích động bà hết. Chị nghĩ là nên cư xử bình thường là được. Nhưng mà em cũng hơi tiếc, tại vì chị không được xuất hiện trước mặt mẹ em với tư cách là bạn gái của anh hai em. Tại vì mẹ em cứ chị em với chị miết. Đâu có gì đâu. Nếu mà không kêu bạn gái thì xuất hiện với tư cách làm cô cũng được. Em thấy ý đó hay đó, được á. Em dám. Nè, hôm nay em tuyên bố luôn nha,
Kể từ ngày hôm nay, nếu như mà anh dám đụng đến chị dâu tương lai của em á, là anh xong với em đâu. Dạ thưa bà nội, con xin lỗi bà vì chuyện lúc nãy. Cũng tại con mà lúc nãy dì mới kích động như vậy. Con xin lỗi vì đã làm cho tiệc của bà mất vui. Bà đừng giận con nha bà. Oanh à, em có giận chị với mẹ chị không Oanh? Chị thì em không có giận. Vì ba nói á, tụi mình không có lỗi gì hết. Nhưng mà vì mẹ em, em nghĩ là em không thể gặp mẹ chị được nữa. Nội, hôm nay sẵn đang vui, nội hay là mình chụp một tấm hình đi, để tối nay con post lên Facebook khoe với tụi bạn của con. Không được, chờ mẹ con tỉnh lại đi, rồi ra đây cắt bánh kem rồi chụp hình luôn. Dạ. Dạ, con chào mẹ. Mẹ, sao mẹ lại tới đây? Cô đến đây làm gì? Nhà tôi chỉ mời một người khách thôi, không mời người thứ hai đâu. Mẹ ơi, mẹ đã chấp nhận Ánh Tuyết rồi. Con xin mẹ đừng quá khắt khe với con như vậy. Con sẽ không làm gì quá phận mình đâu. Cô đang làm quá phận đó. Cô muốn gì? Con dâu tôi vừa mới về, con trai tôi đang ngồi canh cho nó ngủ á. À, cô muốn đem con gái cô đi hả? Vậy thì đi đi, đi với mẹ cô đi. Mẹ, mẹ tới đây làm gì vậy? Con đã nói với mẹ là mẹ đừng tới đây rồi mà. Bao năm qua con đã nghe lời mẹ, con đã tránh xa anh Nam rồi. Nhưng mà mẹ thấy anh Nam có hạnh phúc hay không? Người mà anh Nam yêu là con, chứ không phải là cái... Bà im đi! Tôi cấm mà không được nhắc tới mẹ tôi. Bà tới đây làm gì? Bà muốn cái gì? Chị vô trong đi con. Chị Tuyết, chị nói mẹ chị đi về đi. Lỡ như mẹ em tỉnh dậy rồi lại kích động thì sao? Chị không thấy chuyện vừa xảy ra lúc nãy hả? Hả? Con, chuyện gì xảy ra? Hả? Dạ mẹ ơi, con có sao không? Con dạ con, chuyện gì? Con không có sao hết á. Người ta chỉ kích động một chút thôi, nhưng mà ba đã che cho con rồi, con không sao hết á mẹ. Về nha mẹ. Mẹ thấy rồi đó, anh Nam lúc nào cũng lo lắng, yêu thương và luôn muốn bảo vệ cho tụi con. Mẹ có thể ép buộc một người miễn cưỡng ở bên một người khác, nhưng mẹ không thể ép buộc được một trái tim thôi nghĩ đến người mà mình yêu thương được. Cô có nghe mẹ cô nói không? Và bây giờ cô chọn đi. Cô đi về với mẹ cô, hay là ở lại ngôi nhà này để dự tiệc với chúng tôi? Dạ thưa bà nội, ngày hôm nay con thật lòng tới đây là muốn mừng thọ nội mà nội. Cô nghe con cô nói không? Nó còn biết tình biết lý hơn cô nữa. Tôi cho cô một lựa chọn. Nếu con gái cô ở lại Nam Thiên và sẽ trở thành cháu nội của dòng họ Nguyễn Hoàng, với duy nhất một điều, cô rời khỏi nơi đây, biến khỏi Việt Nam và đi khỏi mắt chúng tôi càng sớm càng tốt. Cô lựa chọn đi. Bao nhiêu năm qua rồi, vậy mà mẹ vẫn giữ ý định buộc con phải rời đi hay sao hả mẹ? Con đã gần này tuổi rồi, con biết phải đi đâu. Nếu như không có, không có con con, không có chồng con ở bên cạnh. Ai là chồng của cô? Con trai tôi chỉ có một người vợ duy nhất là Lệ Bình thôi. Nếu cô muốn mang con cô đi theo thì cô mang đi đi. Và tôi thì cũng đang làm y như cái cách mà con cô đối xử với Hải Yến vậy. Lựa chọn đi. Thu Cúc, anh nói em đừng đến đây rồi mà. Em xin lỗi, nhưng mà em chỉ muốn đến đây để mừng thọ mẹ. Và cũng muốn tận mắt chứng kiến còn anh Tuyết của mình được đoàn tụ cùng gia đình thôi. Em à, anh xin em hãy vì con của chúng ta
Đừng để nó bị lôi kéo giữa hai bên nữa. Nó đã được bà nội chấp nhận rồi. Cúc à, anh chị em đã già rồi. Nghe lời anh, để anh đưa em đi về. Đứng lại đó. Vợ con vừa mới về và con thấy sức khỏe nó rồi đó. Mẹ quyết định là kể từ hôm nay nó sẽ ở lại ngôi nhà này, và mọi người sẽ thay phiên nhau để chăm sóc cho nó. Mẹ đã chấp nhận Ánh Tuyết làm con cháu trong nhà này, và như vậy thì mẹ nó biết là mình cần phải làm cái gì. Dạ thưa nội, con sẽ đưa mẹ con về liền. Bà nội đừng tức giận ảnh hưởng đến sức khỏe. Mẹ ơi, mẹ về đi mẹ nha. Mẹ con nghe nỉ mẹ đó. Mẹ về đi, về đi mẹ. Tám mươi tuổi rồi mà mẹ vẫn còn phải chứng kiến cái cảnh là cô ta tới đây và đòi con từ mẹ. Bây giờ thì con hiểu cái cảm xúc của mẹ mấy chục năm trước chứ. Tại sao vậy con? Làm sao con cái của con nó có cảm giác yên tâm, nó có thể tin vào tình yêu, tin vào hạnh phúc và nó thành lập gia đình được? Nam ơi, mẹ phải sống trong tình trạng bất an này tới bao lâu nữa hả con? Mẹ ơi, mẹ, mình chụp hình nha mẹ. Hôm nay là ngày mừng thọ của mẹ, cả nhà mình cùng chụp hình mẹ nha. Nội, chụp hình đi nội. Mẹ con tỉnh rồi nội. Chụp hình đi nội. Mẹ, qua đây. 1, 2, 3. Chúc mừng sinh nhật. Mẹ, sao mẹ không nghĩ cho con gì hết vậy hả mẹ? Mẹ có biết là con đang chuẩn bị được chụp một tấm hình gia đình cùng với bà nội, rồi Hoàng Quang sẽ up tấm hình đó lên mạng, sẽ có biết bao nhiêu người biết con là con cháu của dòng họ Nguyễn Hoàng không? Chính mẹ là người đã phá vỡ buổi tiệc đó. Con đã chuẩn bị hòa nhập cùng với mọi người rồi, tại sao mẹ còn đến đó chứ? Chỉ vì một chút mẹ hỏi lòng ở bên đó mà mẹ dám nói với mẹ với con như vậy sao? Mẹ, mẹ luôn nghiêm khắc với con, mẹ luôn la mắng con, mẹ bắt con phải nghe lời của mẹ. Vậy mà bây giờ vì một người đàn ông đã rũ bỏ mẹ mà mẹ đánh con sao? Mẹ thương con, mẹ muốn con được công nhận, hay là mẹ đang lợi dụng con để trở thành bà chủ của dòng họ Nguyễn Hoàng chứ? Con là con gái của mẹ, và mẹ đã nuôi nấng con bao lâu nay, và giờ đây mới có một chút cơ hội thôi mà con muốn rũ bỏ mẹ để đi theo những kẻ mà đã bỏ rơi mẹ con mình bao lâu nay sao? Nên nhớ, mẹ đã quyết định giữ con ở lại trên cõi đời này, và mẹ sẽ quyết định con được làm gì và phải làm gì. Con không muốn. Con có cuộc đời của riêng con mà. Tại sao mẹ cứ dùng cái cuộc đời bất hạnh của mẹ rồi thao túng lên cuộc đời của con chứ? Cảm ơn cô hôm nay đã giúp đỡ mẹ tôi nha. Tại tôi là nhà báo mà, hay lo chuyện bao đồng lắm, thấy cái gì giúp được là tôi giúp thôi. Mà nè, tôi nghĩ là anh nên đưa mẹ anh đi gặp bác sĩ tâm lý đi. Nếu mà lỡ hồi nãy mẹ tôi có tỉnh dậy thiệt á, thì cô sẽ nhận mình là cái gì? Chắc tôi sẽ nhận mình là em gái, hay là một người bạn có thể đồng cảm và chia sẻ được. Dù sao thì tôi cũng vừa trải nghiệm một chút đau khổ trong tình yêu.
Mẹ tôi á, chắc là sẽ thích cô lắm á. Nhưng mà tiếc là tuổi tác của hai người trên nhau quá. Nếu cô mà làm em gái của mẹ tôi nghĩ là rất là hợp nha. Thì mẹ anh cũng chỉ yên tâm cho ba anh tiếp xúc với em gái, cho nên là không có nghi ngờ hay là cảnh giác tôi gì hết. À, mà sau này á, anh đừng có kéo tôi chụp hình chung với gia đình như vậy nha. Lỡ sau này hai tụi mình kết thúc, không lẽ anh lôi hết cả nhà đi chụp hình xong rồi treo lại phòng khách hả? Ây da, đâu? Làm gì có tâm chút xíu thì được không? Đang diễn đó, diễn thì phải diễn cho thật chứ. Ờ, đồ thật quá làm sao quay đầu lại được hả? Là tôi quay đầu lại không được, hay là cô quay đầu lại không được? Là bà nội của anh đó. Anh có biết là bà yêu thương tôi và tin tưởng tôi nhiều cỡ nào không? Còn định trao cho tôi cái chuỗi ngọc của gia đình Nguyễn Hoàng nữa đó. Chuyện đó bình thường mà. Bà nội tôi là một con người rất là có mắt tin đời. Bà nội tôi nhìn ra cô là người tốt, rất là đáng tin, cho nên bà nội tôi thương cô. Tốt mà. Cho nên là mình dừng lại ở đây thôi. Và ngày mai những yêu thương có quay lại. Thanh xuân ơi, anh nguyện gìn giữ yêu thương, trái tim chân thành vẹn nguyên, không bao như gió sương. Còn những ký ức chỉ là một cơn ác mộng, vì ngày mai những yêu thương sẽ quay lại. Em, anh Khôi, em sẽ dọn qua đây ở với anh. Em sẽ không ở với mẹ nữa. Mình sẽ cưới nhau nha anh Khôi. Anh sẽ là gia đình duy nhất của em nha anh. Sao hôm nay con về đây? Ba, con lo cho ba nên con về đây. Mà nè, ba kêu ba mệt, không đến dự tiệc của nội được, sao giờ ba mới về? À, ba đi giải quyết chuyện cá nhân mà. Ba, mình là cha con với nhau. Có chuyện gì ba nói thẳng với con nha. Có phải bà bệnh trong người mà giấu không ba? À, bà đâu có bệnh, bà khỏe lắm. Năm nào cũng đi khám sức khỏe mà. Con đừng có suy nghĩ lung tung quá nha. Dạ. Sao? Hôm nay qua đó thể hiện tốt chứ? Bà nói gì vậy ba? Hai nhà của mình là chỗ thân tình mà. Ba làm như con qua bển để lấy lòng vậy. Mà ba, dạo này ba nói chuyện kỳ lắm nha. Dạo này á, ba thấy thằng Thiên nó không chịu làm. Dạ. Rồi sắp có vợ nữa. Ba nghĩ á, chắc công ty Nam Thiên sau này chắc thuộc về nó. Con còn trẻ, cố gắng phấn đấu để con được cân nhắc nữa chứ. Còn Hoàng Oanh, con tới nó đi. Ba nghĩ con về làm rể Nam Thiên á, chắc cũng không đến nỗi nào đâu. Ba, chuyện tình cảm mà, đâu phải muốn tới là tới đâu. Con gái ông Hà dính vào Hoàng Thiên, chứ không mình đưa nó qua làm rể Hà Giang thì ngon lành rồi. Ba, dạo này con nghe công ty nói là ba hay ứng lương, và ba cũng không đưa lương cho mẹ nữa. Ba đầu tư cái gì hả? Hay là ba còn chơi trò đỏ đen? Không, mấy cái trò đỏ đen á ba bỏ lâu rồi. Ba cũng tính đầu tư bất động sản mà nhỏ lẻ thôi. Ba có đầu tư cái gì cũng được, nhưng nhớ nói với mẹ con một tí, mẹ lo lắm đó ba. Thì ba cũng hùng hào với mấy người bạn, cũng tính kiếm một chút để sau này về dưỡng già đó con. Ba có bảo hiểm, sau này có lương hưu và cả con nữa, ba lo chi chuyện đó? Thì bây giờ ba cũng phải ra ngoài kinh doanh để cho biết với người ta chứ. Không lẽ cứ ôm cái chức giám đốc tài chính hoài sao?
ba cũng muốn làm chủ công ty của ba chứ. Còn con á, lo chuyện của con đi. Còn trẻ thì cố gắng phấn đấu. Không lẽ cứ ôm cái chức trợ lý giám đốc quèn ngoài sao? Ba. Thôi. Hôm nay con qua coi ba vậy là con yên tâm rồi. Cũng khuya rồi, ba nghỉ ngơi đi nha. Con về bến. Dạ, con về. Con về nha. Con mình không có một chút tham vọng giống mình. Cũng may mà nó không hỏi chuyện làm ăn. Đã thua độ bực mình, lại còn bị tra hỏi, nhức hết cả đầu. Tụi con nhìn mẹ chằm chằm vậy? Mẹ nhớ con hả mẹ? Mẹ ơi, trời ơi, con mừng quá mẹ ơi. Con tưởng là mẹ ngủ một giấc vậy rồi mẹ không nhớ con là ai nữa chứ. Con nhận ra con là ai không? Con là Hoàng Oanh. Năm nay con 26 tuổi. Vừa học thạc sĩ ở Mỹ về. Đúng không? Đúng rồi. Mẹ nhớ ra em rồi. Trời ơi con đưa mẹ qua mẹ nhớ được con rồi. Trời ơi con mừng quá. Mẹ giỏi con cho mẹ 100 điểm luôn. Bà nội, cho mẹ xem mấy tấm hình của tụi con từ nhỏ đến bây giờ. Mẹ không hiểu tại sao mình lại quên bén đi cái khoảng thời gian đó. Cứ như là ngủ một giấc thật là lâu, tỉnh dậy tụi con lớn hơn rồi. Mẹ đã bỏ qua quá nhiều chuyện đúng không con? Lệ Bình à, từ từ, từ từ rồi con nhớ lại. Đừng có ráng nghe con. Con đang phục hồi mà. Oanh. Dạ. Đưa mẹ lên phòng nghỉ ngơi đi. Thôi mình lên phòng với mẹ. Chờ. Con đi nha mẹ. Con vui quá. Thiên. Bác sĩ vừa mới khám cho mẹ con xong, nói là mẹ con bị sốc vì tai nạn với con hồi còn nhỏ. Mẹ bị chấn động tâm lý. Nhưng bây giờ khi quay lại ngôi nhà này, có lẽ nhiều thứ làm mẹ con gợi nhớ, cho nên mẹ con đang từ từ hồi phục lại. Mẹ con đã quên cái khoảng thời gian bị chấn động sau khi tai nạn rồi. Con thấy gì cũng tốt mà nội. Hy vọng là mẹ con sẽ quên đi những cái quá khứ đau buồn. Mẹ con khổ nhiều rồi. Nhưng không biết ba con có gì vậy mà thay đổi không? Người đàn bà đó còn dám quay lại đây để đòi danh phận. Ba con quá nhu nhược. Có một người phụ nữ mà cũng không quản được. Thôi con, thôi. Đừng nghĩ tới nữa. Đó là chuyện của người lớn. Con bây giờ con phải nghĩ tới tương lai sắp tới nè. Giờ đi làm. Nhưng thôi trễ rồi. Làm việc cho tốt nè, rồi lập gia đình, rồi cho bà nội có cháu chắt nữa nghe. Trời ơi. Có chuyện gì vậy hả? Không có gì đâu nội. Thôi con đi làm đi nội. Con đi. Anh hai, cho em đi ké tới công ty nha. Ừ. Ồ, quên, lát đi gặp khách hàng rồi. Thôi để em tự đi. Để em tự đi. À. Bớt tào lao. Đau. Đánh con kìa nội. Nội, tôi nội con đi làm. Nội nhà canh mẹ giùm con nha. Tôi nội con đi. Chị, nghỉ xíu đi, đi ăn trưa nè chị. Em ăn trước đi.
Ờ, vậy em đi ăn trước à? Ừ. Yến ơi, đi ăn trưa thôi em. Chị đợi em chút được không? Bây giờ cảm xúc em đang dâng trào lắm. Em mà đi ăn một cái là em quên hết luôn á. Ăn uống thì phải đúng giờ chứ em. Đợi em chút đi mà nha. Lẽ ra là bình thường á chị đợi em được á, nhưng mà ngày hôm nay chị có một buổi phỏng vấn rất là đặc biệt. Bởi vậy cho nên á là chị phải tranh thủ ăn để còn kịp giờ đi nữa. Chị đi phỏng vấn? Người nào mà đặc biệt dữ để trưởng ban của em đích thân đi phỏng vấn luôn. Ừ thì là anh La Cà của chị đó. Anh hai của em hả? Ủa, anh hai của em có gì đâu mà phỏng vấn ta. Đời tư cũng bình thường, cũng ham làm chút á. Nhưng mà đối với chị thì anh ấy rất là đặc biệt. Vì hạnh phúc nửa đời sau của chị, buổi phỏng vấn ngày hôm nay chị nhất định phải thực hiện. Mà nè, em cũng nhớ phải ăn uống cho đầy đủ đó nha, chứ không thôi người ta nói chị bóc lột nhân viên đó. Em biết rồi. Thôi chị đi trước nha. Bye. Dạ, bye chị. Chị Yến ơi, có shipper giao đồ ăn đó cho chị nè. Vì không phải trả phí cho nên là em nhận giùm chị luôn. Cảm ơn em nhiều nha. Nhưng mà ai gửi vậy? Dạ em đâu có biết đâu. Chắc là có ai đó quan tâm đến sức khỏe của chị Yến đó. Biết vậy hồi nãy em không ăn, em chờ chị ăn chung. Nhưng mà em lỡ ăn rồi. Thôi chị ăn đi để đói nha. Đồ gửi tới rồi nè. Bác sĩ vậy là đang nhắc tới mình rồi. Biết đang cảm ơn hay đang chửi mình nữa ta. Nhắc hai lần vậy là đang cảm ơn mình chắc luôn. Ôi Linh vậy. Tôi đã nói dừng lại rồi mà. Diễn sâu dữ vậy. Mắc mới tôi phải dừng. Đang vui mà, mắc mới phải dừng. Còn cái ông nội kia nữa, kêu đi mua giùm hộp cơm, mua nãy giờ chưa về nữa. Biết vậy đặt shipper giao tới cho nội. Hoàng Quân. Dạ, anh kêu em. Em định trốn anh hả? Đâu, em có trốn gì đâu. Em để quên tài liệu ở chỗ lễ tân cho nên quay lại lấy thôi. Nếu không trốn, sao tránh mặt anh? Lâu rồi cũng không thấy em ghé văn phòng của anh để khảo bài nữa. Em tránh mặt của anh hồi nào? Thì mấy cái nội quy đó em thuộc hết rồi. Với lại dạo gần đây bên văn phòng em nhiều việc lắm, em phải tập trung làm việc chứ mất công rồi mọi người trong công ty lại nói là chị anh tiếc thiên vị em. Em nghĩ vậy cũng tốt. Mà nè, thật sự là em không tránh mặt anh đúng không? Không, mắc mới vậy em phải tránh mặt anh. Thì dạo này mẹ em tỉnh rồi cho nên em vui quá. Em bớt quan tâm đến anh. Anh đừng có nghĩ mình quan trọng nha. Vậy cũng tốt. Em cứ vui chuyện của mình đi. Anh cũng không quan tâm em nữa. Chết rồi, em trễ cuộc hẹn rồi. Trời ơi, đã trễ giờ rồi mà còn gặp anh cản đường em nữa. Cái chuyện này mà em bị la lại bắt đền anh đó. Trời ơi, chết tôi rồi. Vậy mà kêu quên đồ. Rõ ràng là muốn đánh mặt mình mà. Chết. Ủa? Chị Tuyết. Ủa? Sao chị ở đây vậy? Quán cà phê này gần công ty cho nên là chị hẹn gặp khách hàng ở đây ngoài giờ luôn. Chị đợi để đưa cho em cái này nè.
Sao chị có cái này vậy? Chị gặp khách hàng của em hả? Người ta có việc cho nên là mới về rồi đó. Chị thấy là người ta đợi hơi lâu, cho nên là nói khéo với người ta là bị bệnh, cho nên là chị đã thay em. Xin lỗi nha. Có gì đâu mà xin lỗi chứ. Trời ơi, hôm nay em có hẹn với khách hàng mà em lỡ đỉnh quên mất tiêu luôn. Hên quá, may mà chị ký được cái hợp đồng này rồi. Nó không sếp của em. Em quên mất, chị là sếp của em mà. Em xin lỗi chị vì cái sự lơ đỉnh của em nha. Tháng này chị đừng có thường luôn em nha. Có gì đâu, em là người mới mà. Cho nên là chuyện sắp xếp giờ giấc không được khoa học thì cũng bình thường thôi. Sau này nhất định phải có tiến bộ hơn đó. Lần này chị bỏ qua đó nha. Nếu như mà còn lần sau, nhất định chị sẽ trừ lương em đó. Tân là sếp, chị đúng là một người sếp tâm lý số 1 luôn. Chưa gì mẹ mới thấy là con đường sự nghiệp của em sắp tới là thanh thang rộng mở rồi. Chứ có gì đâu mà không thanh thang. Ai lại dám đi cản đường con gái của tổng giám đốc chứ. Chị đừng có nói vậy. Em nói rồi mà, em không có thích đi làm với danh nghĩa là con gái của sếp tổng đâu. Mà chị á, cũng đừng vì em là con gái của sếp tổng mà dễ dãi với em nha. Oanh nè. Dạ. Em không giận chị vì chuyện của mẹ chị sao? Có gì đâu mà giận chứ chị. Mỗi người đều có một điều tốt để mà yêu thương mà. Với lại chuyện đó là chuyện của người lớn, để người lớn giải quyết. Em chưa có ăn trưa nên hơi có đói bụng. Nếu mà chị cũng chưa ăn trưa thì em mời chị đi ăn trưa nhé. Chào anh, tôi là Mỹ Hoa, đến từ tạp chí Phụ Nữ Đẹp. Rất là vui vì anh đã nhận lời phỏng vấn ngày hôm nay. Sao mà mình thấy nghiêm túc quá à? Không có hợp với lại ban giải trí của mình gì hết trơn á. Làm lại cái nè. Chào anh, rất là cảm ơn anh La Cà ngày hôm nay đã La Cà đến với lại tạp chí Phụ Nữ Đẹp ngày hôm nay. Em là Mỹ Hoa, rất vui được nói chuyện cùng với anh. Xin anh cứ trò chuyện thoải mái nha. Trời, vậy thì xuồng xả quá. Trời ơi, sao mà phỏng vấn YouTuber thần tượng thôi mà sao mà mình căng thẳng quá vậy trời. Trời Mỹ Hoa ơi, mình với lại người ta cũng đã gặp nhau rồi mà. Giờ làm sao đây ta? Xuồng xả quá. Tôi không ngờ tạp chí lớn như cô lại mời YouTuber mới có review mấy triệu như tôi phỏng vấn. Trời ơi, sao mà hôm nay hả? Anh siêu cấp đẹp trai, siêu cấp dễ thương hơn cả những lần trước vậy ta. Cho ly cà phê. Thật sự tôi không thích nhận phỏng vấn của báo đài đâu. Nhưng mà nể tình cô là sếp của Hải Yến á, với lại nhiều lần tôi làm phiền cô quá nên hôm nay tôi mới nhận lời á. Anh đừng lo, em đảm bảo luôn ngày hôm nay á sẽ là một buổi phỏng vấn độc quyền rất là thú vị nha. Anh cứ thoải mái chia sẻ nha. Giờ mình bắt đầu với câu hỏi đầu tiên nha anh. Không biết là ngọn gió nào đã đưa anh đến với nghề YouTuber trong khi anh lại là một người con trai của một tập đoàn bất động sản nổi tiếng vậy anh? Không biết nói sao ta. Chị thật sự tôi rất là yêu những cảnh thiên nhiên như thế này. Tại ở Việt Nam mình rất là nhiều cảnh đẹp. Cô biết không? Đúng rồi. Rất là còn hoang sơ mà chưa có được ai khám phá hết. Và nhất là những con người ở đó nữa. Chuyện say mê quá à.
Ờ, nhưng mà anh là con trai duy nhất của tập đoàn Hà Giang, thì anh có nghĩ là tới một lúc nào đó mình phải dừng cái đam mê la cà của mình lại để mà kế nghiệp cha không? Ừ, tôi không nghĩ vậy đâu. Tôi thì nghĩ mình là không phù hợp với việc kinh doanh, nên tôi có thể là để cho ba tôi tìm một người nào đó thích hợp với công việc đó hơn. À, nếu mà nói như vậy là anh sẵn sàng từ bỏ sản nghiệp của gia đình luôn hả? Tôi thấy rất là nhiều người mong muốn được đứng ở vạch đích như anh luôn đó. Đó là gia tài của cha mẹ tôi, thì tôi muốn họ tận hưởng trước khi về già. Còn tôi thì có một cái con đường riêng của tôi. Tôi sẽ tiếp tục với công việc của mình là tìm những cảnh đẹp nhất Việt Nam để tôi cho mọi người thưởng thức. Như vậy là anh có tình yêu rất là to lớn với lại thiên nhiên, quê hương, đất nước, với lại công việc YouTuber của mình ha. Ủa, nhưng mà vậy rồi á, anh có tìm được ai cùng anh chia sẻ cái tình yêu đó chưa? Nhiều chứ. Không, ý tôi á là anh có người yêu chưa? Chưa. Thật sự cũng rất là nhiều người theo đuổi tôi, nhưng mà hiện tại bây giờ á, tôi chưa nghĩ đến chuyện yêu đương. Vậy là anh chưa có người yêu phải không? Cảm ơn anh rất nhiều vì buổi phỏng vấn ngày hôm nay nha. Ủa, tôi chưa nói hết mà, còn nhiều lắm. Như vậy là đủ cho tôi rồi. Hả? Như vậy là đủ cho độc giả của tạp chí Phụ Nữ Đẹp của tôi rồi. Cảm ơn anh rất là nhiều nha. Mình phải thu thật với bà nội thôi, không thể để hiểu lầm này nhiều hơn nữa. Bà nội đang vui, chắc không giận mình lâu đâu ha. Con chào nội. Em chào chị. Ủa, còn có em gái trẻ vậy hả? Bộ em họ của anh Nam hả mẹ? Cái lúc mà con chưa tỉnh á, con nhận đây là em họ của Nam nè. Hai chị em thân nhau lắm. Vậy hả mẹ? Vậy đây là ai vậy mẹ? Là vợ sắp cưới của Hoàng Thiên. Mới quen Hoàng Thiên gần đây thôi, nhưng mà khi Hoàng Thiên dẫn tới đi thăm con á, trời ơi con thích lắm. Con tâm sự nè, rồi con mời ăn cơm nè, thậm chí con còn mời ngủ lại nữa đó. Ủa thiệt vậy hả mẹ? Ôi trời, không ngờ Hoàng Thiên lại có một cô người yêu dễ thương mà dễ mến như vậy. Nè, lúc đó cô có làm gì cho con sợ không? Dạ, con cũng hết hồn thiệt. Không phải, ý con á là con hết hồn khi mà cô nấu ăn ngon quá trời ngon luôn, đến mức mà con phải hết hồn, phải thốt lên: sao mà ngon quá vậy? À, vậy đây là Thanh Vân mà bà nội hay cho cô xem mấy cái tấm hình nè, rồi bà nội kể nhiều lắm. Không phải, đây là Hải Yến. Hải Yến chỉ quen Hoàng Thiên gần đây thôi, nhưng mà cũng nhờ có Hải Yến mà Hoàng Thiên chững chạc nè, chín chắn và tốt hơn trong công việc làm ăn. Hoàng Thiên như vậy luôn đó hả mẹ? Cô xin lỗi con nha, vì đã không nhận ra con. Cảm ơn con vì con đã yêu thương và chăm sóc Hoàng Thiên của cô. Rồi con còn lại không sợ cô bị bệnh tật mà còn đến chơi với cô nữa. Nhìn con có vẻ hiền lành, lại dễ thương. Con làm nghề gì? Dạ, con làm nghề báo. Cái nghề này của con, ba mẹ con cũng không thích đâu, nhưng mà con thích lắm. Tại vì con được đi theo cái đam mê của mình. Có điều là con ít ở nhà, ngày nào cũng phải đi. Thật sự rất là mệt mỏi luôn. Nhưng mà con vẫn phải chịu thôi, tại vì công việc mà, con phải kiếm tiền rồi ha. Tôi nội, tôi mẹ cũng mới về. Ủa sao nay đi làm về sớm vậy con? Biết là có người ghé đây cho nên con về sớm phải không? Nè, bà nội đã kể về Hải Yến cho mẹ nghe rồi đó. Con phải biết trân trọng Hải Yến đó nha.
Dạ thưa cô, thưa nội, lộn, thưa nội, thưa con, con đi về. Gì cái gì, cái gì vậy? Dạ. Hả, trời đất ơi, ngồi xuống đây, ngồi xuống đây nói chuyện chút nè. Đầu tiên thì chưa quen, nhưng mà mấy mốt quen á thì sẽ gọi mẹ chứ, chứ gọi cô là bà giận đó nghe. Mẹ, tại Hải Yến chưa quen đó, rồi từ từ thì con bé nó cũng thay đổi thôi mà. Mẹ nhớ không, hồi đó lúc con mới về nhà mình á, con cứ lộn hoài đó chứ. Còn nè, con cứ tự nhiên đi, khi nào mình thân quen rồi thì con đổi cách xưng hô mẹ con cũng được. Chứ thú thiệt thì cô cũng không có quen cái chuyện mà Hoàng Thiên nó sắp cưới vợ. Mới đây nó còn nhỏ xíu à, chừng 7-8 tuổi, mà bây giờ sắp cưới vợ rồi, làm sao tin được hả mẹ? Mẹ ơi, con đói bụng quá, mình đi ăn cơm được không mẹ? Con. Dạ. Sẵn bữa rồi vô ăn cơm với nội nha. Không có được từ chối. Từ chối là nội buồn đó. Dạ. Đi con. Dạ. Đi, đi, đi vô ăn cơm. Để con vô nội. Đây, được rồi, rồi, đi với nội. Đã nói là tự về được rồi, cứ đòi chở về hoài. Ngày mai lấy gì đi làm? Mai tôi chở cô đi làm được không? Xe của cô tôi mướn người đem tới tòa soạn cho cô. Làm ơn cho người ta kiếm ăn với chứ chị hai. Anh làm như vậy tôi mới khó nói á. Để mai mốt tôi lựa lời tôi nói với mẹ tôi với lại mọi người. Chuyện này do tôi bày ra mà, để tôi kiếm cách giải quyết. Nhưng mà anh nói nhanh nhanh nha, tôi không có quen sống với mặc cảm tội lỗi đâu. Ê, bộ cô làm vợ tôi mặc cảm tội lỗi dữ lắm hả? Thì gu của anh đâu phải là tôi đâu. Anh thích hot girl, á hậu, ba dòng bốc lửa mà. Gu của tôi thay đổi theo mùa. Dạo này tôi thích coi tivi màn hình phẳng, dài mà lép. Anh nói ai lép vợ hả? Đâu? Vậy mà nó có kinh nghiệm tình trường lắm á, không biết nhìn gì hết trơn. Có những thứ mình không thể nhìn bằng mắt được, mình phải cảm nhận bằng tay á. Cảm nhận bằng tay? Đâu, 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 tôi nói giỡn. Cảm nhận bằng tay nè. Nói giỡn, làm gì phản ứng mạnh vậy? Đúng là bị điên á. Đang nói chuyện nghiêm túc xong quay qua cà rỡn cà rỡn à. Thôi, giờ nói chuyện nghiêm túc nè. No chưa? Có cần phải ăn hai tô hủ tiếu đặc biệt xong rồi mới ngủ ngon không? Vậy mà nghiêm túc của anh á hả? Tôi hả, bụng căng no rồi. Mệt quá à, ngày mai đừng có đón đưa vậy nha, tôi tự đi được rồi. Chị tại sao bắt đầu khổ đi, lép cái đầu anh. Điên rồi, bây giờ chia tay sớm mới đau khổ á. Chia tay rồi, tôi biết làm sao. Tại sao mình lại có chút vui khi chưa nói ra sự thật vậy ta? Mình có thể nói chuyện vui vẻ với bà nội anh ấy, điều mà mình không thể làm với mẹ mình. Ở cạnh anh ấy, mình cảm thấy tâm trạng của mình rất thoải mái. Mình đã không còn lấn cấn chuyện xưa nữa. Nhưng bây giờ lại thấy bất an vì sợ hiện tại thay đổi. Chỉ là giả thôi mà, sao tâm trạng mình lại thật nó như vậy chứ? Nè, anh hai em đã hết hồn à. Yêu đương giờ này mới về, còn đứng đây là luyến tiếng gì nữa. Đó, cho cái tội rình mò người ta hẹn hò. Chắc có lẽ anh hai hôm nay nói hơi nhiều. À, em nhớ rồi, hôm nay có người được đi phỏng vấn, nhưng mà cái người phỏng vấn á, tới mấy tiếng đồng hồ mới chịu về lận. Hai người nói gì mà lâu quá vậy ta? Thì nói chuyện đời chuyện nghề thôi chứ có gì đâu. Mà anh công nhận sếp em ghê thiệt chứ. Nếu mà ai mà bị cô ấy hỏi cung á, thế nào cũng khai hết à. Vậy để em gửi lời khen này đến chị Mỹ Hoa nha. Thôi khỏi nói đi. Với lại phỏng vấn lần này á, thôi anh không phỏng vấn nữa đâu. Em thừa sức biết anh không thích phỏng vấn mà.
Mà nè, em có thương Hoàng Thiên hay không vậy? Hay là vì mới đổ vỡ rồi lao vào cuộc tình mới đi? Có chuyện khổ nha. Wow, hôm nay anh hai của em nói chuyện triết lý dữ. Đúng là đi với sếp em có mấy tiếng đồng hồ thôi mà khác ghê luôn. Chắc hai người nói chuyện hợp với nhau lắm đúng không? Thôi ơi, đừng tào lao quá. Anh dừng một trước à. Mình sẽ không dại khờ chút lấy đau khổ nữa đâu.